Trầm Hương Trùng Hoa. Đường Châu từ bỏ ngôi vị trưởng môn, Nhan Đàm lấy lại ký ức. Khán giả được dịp háo hức khi Trầm Hương Trùng Hoa sẽ được chiếu ngay sau Trầm Vũn Hương Phai. Nhưng vui chưa lâu thì Nhan Đàm và Ứng Uyên đã cơm không lành canh không ngọt. Trầm Vũn Hương Phai đã chính thức khép lại với hành trình của mình. Tuy vậy khán giả không khỏi vui mừng khi ngay lập tức vẫn có thể đồng hành cùng Ứng Uyên Thành Nghị và Nhan Đàm Dương Tử trong Trầm Hương Trùng Hoa phần 2. Nhan Đàm nhờ ất tàng có thể nhìn thấy được kiếp trước Ứng Uyên giúp mình hồi sinh thế nào. Từ đó cô hiểu lầm Ứng Uyên muốn quên đi cô và muốn cô cũng quên đi hắn. Nhưng nào biết rằng nếu không làm vậy cô sẽ vĩnh viễn tan vào hư vô. Cộng thêm những hiểu lầm lúc trước ở thiên giới, Nhan Đàm chỉ có thể cười khổ khi hai kiếp vẫn rung động vì một người không yêu mình. Đồng thời Nhan Đàm cũng phải đối mặt với Đường Châu, người đã cùng cô trải qua bao hoạn nạn và buồn vui nơi hạ giới. Liệu rằng những ký ức tươi đẹp, những trải nghiệm gắn kết ở dân gian có đủ lớn để giúp Nhan Đàm bỏ qua quá khứ và làm lại từ đầu? Lúc này đây cô đối mặt như thế nào với Đường Châu? Là chàng thiên sư gian trá hẹn bắt nạt mình nhưng cũng chưa từng để chịu mình thiệt? Hay là Ứng Uyên đế quân đã từng moi hết ruột gan để yêu thương? Rõ ràng sự mâu thuẫn là điều dễ hiểu, khiến cả người ngoài cuộc cũng như khán giả cũng khó lòng phân định. Nhưng từ nay một điều có thể chắc chắn, Nhan Đàm sẽ không còn có thể đối xử với Đường Châu như nước ngài đã từng. Cảnh con người mất, kẻ tổn hại, lại là một Đường Châu hết mình vì yêu. Cùng với đó là thân phận trưởng môn kế nghiệm của Đường Châu, vẫn còn đó trách nhiệm với sư môn, với thế đạo, vẫn còn đó thân phận cách biệt giữa thiên hòa và sư yêu. Thứ ngăn cách Đường Châu và Nhan Đàm không chỉ là mâu thuẫn hiểu lầm, mà còn là thể sự có thiên hạ. Nhưng suy cho cùng Đường Châu vẫn là người phàm, trách nhiệm tuy có lớn, nhưng nếu không có hắn, vẫn sẽ có người khác để thay thế. Hoặc giả như tình yêu của hắn dành cho Nhan Đàm quá lớn vượt cả những chân tình thể thái ngoài kia, hay trái tim của một con người quá nhỏ bé, nguyện chỉ chứa mỗi một người chứ không cần thiên hạ. Vậy nên cuối cùng con đường mà Đường Châu chọn chính là từ bỏ ngôi vị trưởng môn sống bên cạnh Nhan Đàm. Sau bao giằng xé và mâu thuẫn, Đường Châu đã có đáp án cho mình, nhưng còn Nhan Đàm thì sao? Cô có thực sự để bỏ qua hết mọi thứ mà ở cạnh Đường Châu? Hoặc giả như cô thực sự lựa chọn ở bên hắn, vậy người cô hướng đến là Đường Châu hay Ứng Uyên? Đường Châu nhiều lần bị thương, cộng thêm tiên y khó hồi phục, lâm vào trạng thái nghìn cân treo sợi tóc. Và điều duy nhất có thể làm lúc này là đẩy nhanh quá trình địch kiếp của hắn, giúp hắn trở về thiên giới. Bởi thế Nhan Đàm quyết định làm người xấu ra tay với Đường Châu, người vốn chưa từng làm tổn thương cô. Qua đây thấy được tình yêu của Nhan Đàm dành cho Ứng Uyên cả Đường Châu. Vốn dĩ có thể nhân cơ hội này mà dứt tình, nhưng Nhan Đàm lại không nỡ. Không nỡ khiến Đường Châu vĩnh viễn biến mất, không nỡ nhìn người mình yêu tổn thương. Cuối cùng khi Đường Châu không còn nữa cũng là lúc đế quân trở lại, mang theo ký ức của cả Đường Châu và một kiếp trước, trải qua những biến cố thăng trầm, càng làm Ứng Uyên trân trọng hơn người trong lòng. Nếu lần này giữa tam giới và Nhan Đàm, Ứng Uyên sẽ lựa chọn thế nào đây? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của BVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.